Xin chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với số tiếp theo trên kênh A Huân. Các bác thân mến, hiện tại thì mấy anh em mình đang có mặt tại nhà cụ mình các bác ạ. Hôm nay anh em mình lên trên này là chủ yếu là lên thăm ông bà thôi các bác. Bởi vì là cũng khá là lâu rồi ấy, từng mấy hôm rồi. Mấy anh em cũng thấy nhớ nhớ bởi hôm nay là trời mưa nữa. Mấy anh em cũng không đi vào trong xóm của hai cháu nhỏ mồ côi ở bên kia, bố mẹ mất cùng ngày ấy các bác. Anh mấy anh em mình không thể đi vào trong đấy được, do là toàn là đường đất ấy, nên là di chuyển nó rất là xa, nên anh em mình không đi vào trong đấy được. Hôm nay anh em mình lên trên này ấy, thì thứ nhất là lên trên này thăm ông bà, và thứ hai là lên trên này xử lý cái công việc mà từ được trước Tết ấy. Có một cô ấy là cô Đức Trần, cô ấy ở nước ngoài các bác ạ, có gửi cho team là 300 đô để cho nhà ba cháu nhỏ mồ côi làm nhà, với lại có cho ba cháu nhỏ mồ côi 1 triệu trước để đi mua quần áo này, với lại sắm đồ Tết thì là 1 triệu đấy, thì là anh em trong team mình cũng có đưa cho anh già được cái đợt mà anh già đi về quê ăn Tết trước ấy các bác. Bởi vì là cái đợt gần Tết thì thật sự là anh em trong team mình rất là nhiều việc luôn các bác ạ, nên là anh em không thể đi được ấy. Lúc đấy là không thể đi được, nên là anh em mình cho anh già lên trên đấy, nên là không có ghi hình, nên là mong cô thông cảm. Còn hơn 200 đô thì là anh em mình đã cho vào cái quỹ làm nhà của ba cháu nhỏ mồ côi. Nếu mà cô có theo dõi được video ấy thì là bọn con cũng đã tiến hành là khởi công nhà của ba cháu nhỏ mồ côi rồi cô ạ. Còn 1,5 triệu thì cô gửi cho là cho cụ Mành 500 này, cho em Tùng 500 và cho con trai út của cụ Mành 500. Ấy thì là đợt đấy thì anh em mình cũng chưa có lên trao lại cái phần quà này cho cụ Mành được, thì là mong cô thông cảm. Bởi vì là cái đợt mà anh em mình lên trả chương trình ấy các bác, anh em mình cũng bị soát cái khoản của cô ấy, thì tại đợt đấy là do sơ suất của anh em trong team, nên là mong cô thông cảm. Hôm nay anh em mình lên trên này ấy, thì thứ nhất thì như vừa rồi ấy, thì em Giang cũng đã nói các bác ạ, thì anh em mình trên này là để thăm ông bà là cái thứ nhất này, còn cái thứ hai là lên giải quyết nốt cái chương trình còn tồn động của các bác, có thể là còn thiếu sót một số cô bác, thì các cô bác cũng có gọi điện về cho anh Huân rồi, thì là những lần mà các cô bác gọi điện cho anh Huân ấy thì là anh Huân cũng có trao lại cái phần tiền mà các bác gửi mà còn thiếu trên danh sách ở trên ấy, thì là mấy anh em cũng có đưa cho em Tùng rồi các bác nhé. Trao lại cho em Tùng để em Tùng muốn xử lý vào công việc nào cũng được, thì nghe em Tùng bảo là em Tùng cũng có mang đi gửi tiết kiệm rồi đấy. Thì hôm nay anh em mình đi trên này cũng không có gặp được em Tùng các bác ạ. Hôm nay em Tùng thì đi lại đi xuống dưới quán ở dưới xã ấy các bác, còn vợ thì lại đi về nhà dưới kia để trong cái quán tạp hóa ấy các bác ạ. Đấy, thì hôm nay anh em mình trên này là chỉ lên thăm ông bà thôi, thì vào thì cũng không gặp được ông bà ở nhà, bà chứ không gặp được bà ở nhà. Đấy, bà thì chả biết đi đâu rồi. Anh hỏi bà xem, anh hỏi ông xem bà đi đâu. Bò thà kia múa xì nè, tới bây giờ một tí tuần thai rồi. Bà lại sáng nay thì năm mong một là thầy kim mũ thầy kim mũ sáng nay bà lại đi nhà con gái chơi. Bà thì thật sự là bà không hề ở nhà các bác, bà thì không hề ở nhà mấy. Ông bà sao xa ở qua cái đồi này đi cơ, đi hơn gần tiếng. Nếu mà bà đi chắc phải hơn tiếng. Nghe trước ông bà kể là nhà của con gái bà ấy thì nhà gần nhất là đi qua chỗ nhà con trai nhà cụ Mành, mà cái chỗ ngày xưa ông bà ở trên đấy đúng không anh? Đúng rồi. Còn đi qua trên ông đấy bà nữa. Chuyển xuống dưới này rồi thì đi bộ lên thì cũng khá là xa. Đúng rồi, bởi vì là trước ở trên kia ông đã xa rồi, mà bây giờ chuyển xuống dưới này nữa thì nó còn xa hơn nữa. Thì là em Tùng không có ở nhà. Thì chắc là nếu bây giờ thì chắc anh em mình cũng trao lại phần quà này cho ông. Thì là tí tối nay vợ chồng em Tùng về thì cho ông đưa lại cho em Tùng. Vâng. Đấy, dạ. Thôi là biết tôi về mà nhớ liền. Tí mà biết tôi sửa nghe từ mình lòng này. Chứ nên nó chỉ thiết quá chỉ là mà tôi chỉ chỉ là bỏ thiết rồi. Chỉ bỏ cho lòng này nhó. Ở bên cả tế hình như tôi thì ông cả ông khảo cho trẻ thì chả bỏ lòng má mua đọc bỏ. Ừ, thế mày tống gần. Chuyện gần vô đó nó. Chỉ là bê lỏ, bê tua, nó thì lỏ nà bê một chỉ tao thế. À bê tua, bê sau thì tôi chuyển nét tụi nó. Dạ rồi. Dạ tôi chủ thế. Dạ thà.
ở mẹ tung mà nửa không nên nửa hôm một hôm xe là nửa lọ chỉ tàng thật đấy lọ lọ chỉ tàng thật đấy mà nhóc chị ạ sửa sẵn thì có cháu nhé họ mà chỉ sau mù lại có thứ gì chẳng to bỏ bé từ hai to thế bỏ chim nhông luôn chim nhông luôn à nhỏ là chế một khó dễ một chân tranh rồi thì ông cũng nói là được cái này thì các con cũng yên tâm bởi vì ông cũng kiểu như là nhiều lúc là ông cũng không nhớ nhiều lúc ông nhớ nhưng mà ông không cái này thì ông ở nhà không vấn đề cứ giao cho ông xong ông bà về ấy, thì ông sẽ cho lại cho bà và cho em Túng để em Túng còn đi mua những cái đồ nhu yếu phẩm cần thiết cho hai ông bà ấy. Ví dụ như mua một hai cân thịt chẳng hạn bởi vì trên này thật sự thưa các bác là rất là xa chợ để mà đi ấy, thì chỉ có em Túng đi thôi ông bà thì xa không đi được nữa rồi tầm này đã không đi được rồi ông bà giờ già có tuổi rồi ấy đấy. Đấy thì ông cũng có nói như vậy còn em Túng thì cũng hay thường xuyên lên trên này hộ ông bà nhưng mà chỉ lên buổi tối thôi đấy lên buổi tối ban ngày thì cũng lên nhưng mà lên ít ông còn nói bảo là bà thì ngày nào cũng đi có hôm thì ở nhà với ông thì cảm thấy bà chán bà lại đi đợi ông tìm bà thì bà không biết gì đâu bà mà đi thì làm gì ông tìm được đấy, đấy. Còn đây thì mấy hôm nay thì được mấy hôm trời nắng các bạn thì hôm nay lại trời lạnh lạnh thì đấy mấy anh em mới bảo nhớ nhớ ông thì thôi thì chắc hôm nay lên trên này thì một công đôi việc luôn. Thứ nhất là để trao quà lại cho ông này, giải quyết những cái khoản tồn đọng của các bác ấy, sẽ trao lại cho ông. Tưởng là hôm nay trời mưa em Túng không đi xuống quán nữa thì đưa lại cho em Túng luôn, nhưng mà em Túng lại đi xuống quán mất rồi. Bởi vì là lúc sáng thì anh em mình không có lên được bởi vì lúc sáng thì nó còn mưa to quá. Lúc sáng mưa to quá lúc gần hơn 8 giờ ấy, thì là trời mưa nó bắt đầu ngắt ngắt thì anh em mình bắt đầu di chuyển lên trên này thì giờ nó cũng đã là giờ trưa rồi. Chả biết là ông ăn cơm chưa, anh hỏi ông xem cơm chưa. Chị tắm nó thế hả? Chị tắm nó. Vẫn chưa. Với ông lúc này cũng có ông có chia sẻ là nếu mà được cái số tiền này thì ông sẽ không cho em Túng đi mua thịt mà ông sẽ bảo em Túng là đi mua một hai con gà bản về. Để nuôi bởi vì là ông bà ở đây thì không có con vật gì nuôi ấy. Cũng kiểu là hai ông bà cũng không không biết làm gì. Đấy, ví dụ như những lúc nào mà nấu cơm nhiều quá, cơm thừa cũng chẳng biết là cho gì ấy, cho con gì để ăn ấy thì bỏ đi nó cũng phí. Ông tính như thế cũng đúng. Đấy. Nuôi gà thì nhàn hơn nuôi lợn anh ạ. Đúng rồi. Nuôi gà là nuôi lợn thì nó ăn nhiều quá. Cơm canh cơm thừa ấy thì có thể là đổ cho gà ăn luôn. Thế ông cũng tính là nếu mà được cái số tiền thì ông sẽ bảo em Túng là đi kiếm một hai con gà để nuôi nuôi dần sau này để trứng phát triển con gà con rồi là con gà lớn nữa. Đấy ông bắt đầu tính đến kinh tế rồi đấy. Vì là hơn 30 triệu kia mà đợt mà anh em mình trao lại cho em Túng ấy các bác. Em Túng cũng bảo là hôm kia này em Túng có gọi điện cho em Giang, em Túng bảo là em Túng mang đi gửi tiết kiệm rồi. Đấy, thì cái số tiền đấy sẽ gửi tiết kiệm cho đến lúc nào mà ông bà già để còn lo cho ông bà già nữa. Đấy thì chắc là cái khoản này thì như ông là nói ấy, thì ông bảo là để cho em Túng đi mua gà một con gà một hai con thì đấy về nuôi để cho ông bà ở nhà không bị cụt tay cụt chân. Chứ thế đồ ăn thừa thì vẫn phải là cho gà. Đấy cho gà bởi vì là nếu mà tính đến nuôi lợn ấy thì là lợn ở trên này thì nó thức ăn chủ yếu của nó là cám này. Với lại ngô thì người mình còn không có để mà ăn thì không nói gì đến lợn nữa. Thì là nuôi gà là cái hợp lý nhất bởi vì gà là thả ra thì nó biết đi vào trong rừng để nó đi tìm thức ăn của nó. Còn lợn thì không. Đây một cái nữa là ở trên này ông bà đã không không trồng ngô được ấy, không trồng ngô thì không có cám, đúng mà rồi. Chăn lợn thì bắt buộc phải có cám, mà nếu mà mua dê thì mua dê thì không ông, được, mua dê thì giờ ông bà già rồi không thể không chăn đi chăn dê được, được. Đấy. Không chăn được. Thế thì em Túng tính cái khoản lấy đi gửi tiết kiệm là cũng đúng thôi. Vâng, tại vì nếu mà mua các đồ ăn thức uống thì cũng không mua được nhiều như thế. Vâng đấy. Thì cái này em Túng tính cũng kỹ càng, mà anh cả team là cũng ủng hộ và cũng nhất trí với ý kiến của em Túng. Đấy. Còn ông thì bảo là ừ thì được một chút thôi thì
mua 12 con gà thì ông nói vậy là anh ấy cũng nhất trí thôi. Dạ, cho anh em Túng và bà đi mua 1-2 con gà gì ấy về nuôi cho ông ở nhà. Nếu mà ông làm có vơ vép các kiểu rơi thì có gà nhạt. Hai các bạn, ông mới chưa ăn cơm. Ông hôm nay buồn buồn ấy, trời kiểu trời lạnh. Hôm nay chúng mua xí ai dòng xí à? Vậy? Ừ. Ăn dòng. Ông hôm nay mặc mày áo đi. Bốn áo. Ông lại không quen kéo khóa lên cơ. Ông mặc bốn áo. Bốn áo. Ông mặc năm áo. Ôi trời. La cha ra cha. Bởi vì già rồi các bác ạ. Các bác thông cảm. Mới lạnh mà. Đây các bác có thể nhìn thấy đây, để em quay cái đây, để em quay bên này cho các bác xem đây. Các bác đây. Sương mù luôn các bác ạ. Đây sương mù dày đặc luôn nên là không hề nhìn thấy cái gì luôn các bác. Đấy. Anh các bác có thể nhìn thấy đây toàn sương mù các bác ạ. À. Hầu mà. Đó nhỉ, uống sữa là gì nhỉ? Hầu sữa. Ông buồn đấy. Bà không ở nhà ông buồn. Ờ chỉ nhau ông thế chỉ trong xe. Chỉ nhau mà đi chỉ nhận nữa là một chơi đi. Và là lúc đấy chắc là bà cũng về. Nhưng mà ông mình ở nhà thôi cũng chán. Phải có bà ở nhà nữa thì ông mới vui được ông nhỉ. Ông là ngày nào cũng ở nhà xong bà ngày nào cũng đi. Đúng rồi, bởi vì ông thì lớn tuổi hơn bà các bác ạ. Bà năm nay 80 nhỉ? Vâng. Ông thì năm nay là tám mấy, phải 83, 84 rồi đấy các bác. Nên là ông 90. Hơn bà mấy tuổi. Nên là ông không thể đi đâu được nữa. Ông chỉ ở nhà thôi. Ở nhà trong nhà. Xin xin chào. Xin chào thì à. Xong thì nãy nãy khỏi tết cho bất nông này. Chị ua kìa nha. Tụt tốt và ta tốt nhờ 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 ua cho qua phái xin nhờ. Ồ mà xin. Ông cũng nói là năm nay ông bà cũng có tuổi đấy, không thể đi làm nương được á. Thì ông con trai Úc là cũng nói là thôi thì mấy ông bà là có cái tránh nắng tránh mưa rồi thì con trai Úc cũng bây giờ cũng quay đầu lại ấy và cũng thương ông bà là sẽ làm nương và phụ cho ông bà. Nhưng mấy khi mà ông bà có gà để cho gà cho ông bà cho gà ăn ấy. À cái chỗ nương ngày xưa ở trên kia là giờ là con trai Út làm à? Vâng. À, thế tốt quá. Bởi vì là thưa các bác là ngày trước mà anh em mình chơi lên trên này ghi hình ấy thì là thực sự là cậu con trai Út ấy thì bất hiếu đuổi ông bà ra khỏi nhà. Nhưng mà từ lúc mà anh em mà trong quá trình mà anh em mà làm nhà ấy thì con trai Út cũng hỗ trợ anh em mình vùng khâu vận chuyển vật liệu các thứ nên là cũng biết hối cải ấy các bác. Đấy, thì là cũng chắc là cũng biết nghĩ là giờ ông bà già rồi. Đấy, thì phụ được ông bà già hay ngày nào thì hay ngày đấy. Bởi vì là ngày xưa thì đã bất hiếu với ông bà ấy. Đấy, thì bây giờ biết hối cải các bác ạ. Thật sự là ông bà cũng có tuổi rồi không thể đi cày đi phá nữa. Đúng rồi, thì thôi thì ông bà không làm được nữa thì cứ để cho cậu con trai làm. Bởi vì là cậu con trai làm thì cũng chắc là cũng phải nói với Túng rồi. Bởi vì giờ Túng là ở với ông bà mà đất các thứ thì giờ là do Túng quản lý hết đất đai của ông bà ấy các bác. Đấy, thì là chắc là bởi vì em Túng cũng không có thời gian để làm. Túng cũng có quán cắt tóc, có quán tạp hóa thì hai vợ chồng cũng là một người thì chạy một quán rồi. Thì là chắc là cũng không có thời gian để làm nương nữa. Đấy, nên là chắc là cũng phất cho ông bà. Đúng rồi. Đấy. Sau này em Túng còn là vợ con xong con cái nữa cơ. Đúng rồi. Túng giờ thì chia ra rất là nhiều nơi ở bởi vì nên là anh em mình lên trên này thật sự là hiếm khi gặp được em Túng lắm. Các bác tính ra bây giờ em Túng là có người gọi là thành công nhất rồi đấy. Vâng. Ba chỗ để mà ở rồi. Đấy. Nhà cửa ngon nghe. Tạp hóa này. Nhà cũ này, nhà cũ là vẫn còn trâu bò này. Đúng rồi. Đấy, còn nhà mới thì có tạp hóa này, có quán tạp hóa này. Đấy, còn ở trong xã thì là đã có quán cắt tóc của em Túng rồi. Đấy.
còn ở trên này còn ông tối, bà còn ông bà nữa. Tối ở trên ông bà nữa. Bốn chỗ ở đấy giờ ấy. Em Túng là sướng nhất thầy. Bây giờ sướng mà cũng khổ. Cả sướng cả khổ, nói chung là phải có như thế. Nói chung là bây giờ ông bà chuyển ra chỗ nhà mới này còn gần hơn nếu mà. Nhưng mà làm được như em Túng là cũng gọi là có cái bước phát triển rồi hết. Đúng rồi. Không như trước kia mà cứ thủ lồ ở trong nhà, cái nhà gỗ nữa. Mà bây giờ ra ngoài mà có tạp hóa này rồi cắt tóc các kiểu là có cái chí hướng phát triển lên. Đúng rồi, có phát triển đấy. Đấy, cả team là mong muốn được như thế là không được. Anh già cũng chẳng khác gì cả khối tài sản, nhưng mà khổ nỗi là cái đợt trước Tết lại chết một đàn lợn, cả lợn con cả lợn mẹ. Hai đàn, hai đàn. Chết hai đàn cơ? Ừ, chết hai đàn. Vợ ở nhà có nuôi mình mẹ già ấy, chăm nuôi. À đây, thôi, trao tiền lại cho ông đi, xong là anh em mình lại di chuyển lên trên nhà của cậu con trai út một lúc nữa các bác ạ. Bởi vì là cái chỗ mà ông bà ở hiện tại thì cũng cách xa nhà con trai út lắm các bác. Đây, 1 triệu đây, đấy. Bạn Yến bạn đưa cho ông đi, bảo 1 triệu nhá, là của cô Đức Trần. Đây, anh bảo với bạn ông. Dạ, tôi mình đến. Chị ông bảo sốt xanh đi, sốt xanh. Sốt xanh mình xài. Mà giữ có như tôi phút trở về mà phá dây rồng. À, phá dây rồng. Sẽ đã lúc xếp dây rồng. Vâng. Đã rồi. Đây, anh dịch lại đi. Thật sự là ông cũng bảo là cảm ơn cô. À, cảm ơn con Đức Trần rất là nhiều quan tâm và đã cho một cái phần quà số tiền. Thế ông có tuổi rồi, chúc phúc cho con Đức Trần là luôn là có một cái sức khỏe dồi dào như ông và có bước đột phát triển lên. Thưa cô, là đấy là anh em mình đã trao lại cái phần quà của cô đã gửi cho em Túng là 500.000 này, đấy, ông bà là 500.000, tổng là 1 triệu, đấy, thì còn là 500.000 nữa thì là anh em mình bây giờ sẽ di chuyển lên trên nhà con trai của ông bà ấy ạ, cậu con trai út ấy, thì là cô cũng nghĩ là giờ cậu con trai cũng đã hối cải rồi, đấy, quay đầu đấy, với ông bà, nên là cô cũng gửi cho cậu con trai là 500.000. Bây giờ anh em mình sẽ di chuyển lên trên đấy nhé các bác nhé. Đấy, còn cần phần 1 triệu mà mua quần áo ấy, thì như ở đầu video ấy thì em cũng đã nói rồi là được trước Tết thì là anh em mình cũng đã đưa cái phần tiền là 1 triệu đấy cho anh già đi mua quần áo. Cận cận cái Tết ấy là các con là mình ở dưới này lo làm nhà cho ông bà nữa, xong là cả team là cũng gần Tết thì không thể lên được ấy, nhưng mà cô yên tâm, đấy là cái phần quà mà cô gửi lên, đó là 1 triệu để mua quần áo cho 3 cái cháu nhỏ mồ côi. Là em già cũng đã mua hết cái số tiền là mỗi đứa 1 bộ, là 3 cháu đấy là 3 bộ, là hết 1 triệu của cô đấy. Cô rồi ấy ạ, thì cô thật sự là em già cũng vậy, cả team không ghi hình được cho cô xem, nhưng mà mong là cô xem được cái thước phim này thì con cô cũng đồng cảm với chúng con, là bởi vì trước đây là ở dưới này làm nhà trong bà ấy, không thể cả team ở lên trên kia thì lại mất việc ở dưới này. Với lại là cái đợt trước Tết ấy, thì là anh em trong team mình cũng ít người ấy. Hiện tại thì bây giờ anh em mình đã đủ người rồi, trong team đã đủ người rồi các bác, nên là giờ thì anh em mới đi trả chương trình được của các bác được, thì là mong bác cô Đức Trần ấy, cô thông cảm cho anh em trong team. Đấy, còn bây giờ thì chắc là cho anh em trong team xin phép là di chuyển một quãng đường xa nữa để lên trên nhà con trai của cụ mình các bác nhé. Chắc giờ anh em mình phải đi bộ được tầm khoảng 2-3 cây nữa mới đến nhà con trai cụ mình các bác ạ. Đấy, nên là anh em mình chắc là phải túc tác thôi. Đấy, để lên trên đấy để trao nốt phần quà của cô Đức Trần cho gia đình của con trai út của mình các bác nhé. Đấy. Thưa các bác, là sau một thời gian di chuyển khá là lâu ấy, đi được 30 phút thì anh em mình đã được di chuyển lên trên này rồi các bác ạ. Tí Lô ơi, ở nhà không? Ở nhà. Trên đây lạnh quá chú ơi. Hôm nay làm gì anh? Hôm nay đâu làm gì đấy? Trông ngô hết chưa? Chưa. Chưa.
Hôm nay vừa mưa các bạn. Như tiền tin. Rồi, chào cả nhà nhá, chào chị, em chào chị nhá. Tôi à? Ờ. Chào chị nhá. Chào anh. Ôi, lạnh quá. Đây, anh ngồi đây này. Ngồi đi, ngồi đi. Chào ghế nữa. Ôi, nói hay hả? Lạnh lắm. Đây này, anh ngồi gần vào đây này. Cảm ơn lọc hết nào đi. Nó thì chả tính nó lắm. Trồng ngô hết chưa? Nhà anh trồng ngô hết chưa? Chưa. Chưa. Nay chưa làm gì mà chưa trồng đường thôi. Hôm nay thì mưa, vừa mưa hả? Mưa, trời mưa như thế này thì chưa trồng được. Mưa hôm nay rồi. Thì hôm qua hôm kia này thì trời nắng nhưng mà trời mưa. Bây giờ anh làm được gì nữa? Nhà ăn cơm hết chưa? Đúng. Ăn rồi. Ăn rồi à? Dạ. Ở bên hồ này có chị? Chị uống chị ấy, chị cũng chào này. Ở bên hồ nhà chị? Chị chỉ nhớ trên đầu thôi. Mô khom gì chặt tích ấy. Mấy ngày nay thì thực ra bác là cũng ở nhà thôi. Bởi vì vừa mới mưa được mấy hôm ở trên này. Ở trên này là mưa được mấy hôm rồi. Mưa được mấy hôm. Ở trên này mưa được mấy hôm, còn ở dưới thị trấn là hôm nay mới mưa thôi. Nhưng mà ở dưới kia không lạnh mà trên này lạnh quá. Trên này lạnh. Trên này cao hơn dưới kia chứ. Đúng, trên này cao hơn nhiều. Bởi vì đây cách nhà mình hơn 80-90 cây thì nó thật khác. Cái tuần nhà một tát đấy lò là gì đó? Đã lò thế nó mà. Nó lò thế mà. Là mò lò lò hay ô. Ui, nó mò xó cô lò mà. Hôm qua mưa to đấy, mưa to sấm sét đấy. Trên này nhiều nhà tóc cả mái. Nhiều nhà tóc cả mái à? Vâng. Thì bây giờ em cấy như thế nào? Bây giờ anh em cũng phải di chuyển xuống nhà em cấy nữa các bác. Em cấy chắc là cũng... Chả biết hai bố con giờ như thế nào rồi. Trên này mà tóc mái thì ở dưới kia chắc cũng thế thôi. Đấy thì hôm nay em lên trên này em thông báo cho anh một tin nhá, là hôm nay em lên trên này em thông báo cho anh một tin là hôm nay ấy, thì em lên trên này là có một việc, là có một cô ở bên nước ngoài ấy, cô ấy gửi cho anh là 500.000 từ đợt chất Tết rồi, nhưng mà em chưa có lên trên này em gửi được các anh ấy. Đấy thì hôm nay em lên trên này ấy, thì trời mưa, dưới nhà cũng không làm gì được ấy, em ở trên này thăm ông bà ở bên kia. Đấy nên là em tiện cái em vào nhà anh luôn để trao nốt phần quà của cô gửi cho anh. Đấy, là 500.000. Đây, dạ, đưa lại cho anh đi. Đấy, đây là 500.000 nhá các bác nhá. Trao lại cho gia đình. Hai chị để kho. Cô Đức Trần. Cô Đức Trần. Anh gửi 1.500 cho anh để anh sáng đồ gì thì do bạn thân anh. Đúng rồi, cho gia đình tự quyết thôi. Đấy, còn 500.000 nữa. Thì anh sẽ xách giỏ cố nước chân. Thảm đây, nhìn vào đây này. Nhìn vào đây, cảm ơn cô đi. Cảm ơn nha. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô nha. Cô Đức Trần đấy. Cô tên là cô Đức Trần. Chẳng biết nó món như nào nhưng mà chẳng biết nó, nhưng mà và bây giờ tiền phải tiền gửi cho Tết phải không? Đúng rồi. Đấy thì bây giờ mới gửi cho. Bây giờ chưa gửi được nhưng mà bây giờ gửi luôn bây giờ nhỉ? Gửi cho luôn. Đấy. Cho không làm sao? Cho thôi, đấy là quà cho anh thôi. Đấy các cô quý anh ấy. Đấy, các cô quý anh nên các cô cho. Đấy là cô gửi cho bọn em từ trước Tết rồi, nhưng mà do là trước Tết bọn em nhiều việc quá không lên được ấy. Thế là hôm nay trời mưa rảnh chúng em lên đây để thăm ông bà ở dưới kia, xong rồi kiểu là ghé vào đây trao phần quà của cô Đức Trần cho anh luôn ấy, cho gia đình luôn. Đấy, các bạn ạ, đấy phần quà của cô thì bọn em cũng đã trao rồi. Phải nói đi nói lại ấy, thì là phải 1 triệu thì là anh già đã mua quần áo cho cháu là mỗi người một bộ quần áo, với lại mua đồ Tết cho lại gia đình rồi các bác nhá. Còn tiền phần còn lại là đã cho vào quỹ để làm nhà các cháu là còn hơn 200. Đấy, còn
một còn 1,5 triệu này thì là anh em đã trao lại cho gia đình của cụ mình này, em Túng này, với lại gia đình của cậu con trai út rồi các bác nhá. Bởi vì trước Tết ấy có rất là nhiều bác gửi quần áo lên cho ba cháu nhỏ thì thật sự phải nói cho cô biết là khi mà em già ấy đi lên trên kia ấy thì ba cháu bảo là nhiều số quần áo thì cũng vừa, nhiều số thì không vừa ấy, thì muốn đi tự chọn. Cho nên là em già cũng đã đưa ba cháu là đi tự chọn ba mỗi người một bộ quần áo để sáng cho Tết ấy. Vâng ạ. Do thời gian đấy là anh em trong team bận nhiều việc xong không đi ghi hình để mà trả cho cô Đức Trần được ấy. Thì thật sự là cảm ơn cô rất là nhiều. Đấy. Thì qua đây thì em già và cả team cũng trao hết những cái phần quà mà cô gửi cho các hoàn cảnh. Còn là cái nhà của ba cháu nhỏ như là cái đầu video ấy, em Gian thì cũng đã chia sẻ cho tất cả mọi người cũng biết. Đấy thì là nhà ba cháu nhỏ một cô ấy các bác, anh già cũng vừa nói ấy. Thì là hôm vừa rồi thì anh em đứng trên đấy thì là em Giang cũng ra chỉ tiêu cho gia đình với lại mấy anh em thợ là phải trong 4 hôm đến 3 hôm là phải xong cái từ dưới chân kè lên cho anh em ấy. Thì anh em tiến hành là làm xong nhà ở trên kia cho ba cháu nhỏ một cô ấy. Đấy là làm xong trước đợt này để cho các cháu có nhà ở. Đấy. Còn những phần quà của các bác gửi đến ấy thì là có thể là muộn hơn một xíu thì là mong các bác thông cảm, bởi vì là do sơ soát, do còn thiếu soát của anh em trong team ấy thì là mong các bác thông cảm cho anh em. Còn bây giờ thì chắc anh em mình cũng túc tắc di chuyển là đi về để còn xuống nhà em cái nữa các bác ạ. Dưới đây di chuyển xuống nhà em cái thì nó còn hơn 20 cây nữa cơ các bác. Toàn đi đường đất thôi các bác ạ. Đấy, còn bây giờ thì chắc là bọn em xin phép đây, bọn em là cũng đi về. Đấy. Má anh đây nhớ đây. Thôi, nhà mình cũng di chuyển đấy về đi nhá. Đấy thì em đi về nhá. Ok. Anh cố gắng nhá. Em về đây. Em về đấy. Rồi thôi em đi về luôn đây nhá. Hôm nào lên sớm nhá. Ok, hôm nào anh lên thì lên sớm xong là ngồi chơi nhà anh nhá. Em đi về đây. Đấy. Rồi anh em mình chắc di chuyển đi về thôi các bác. Đây. Bạn Yến hôm nay còn đi được tậu được quả đôi dép ủng các bác ạ. Lên trên bản này phải đi ủng như này thì nó mới an toàn được các bác. Bởi vì là trên này toàn là đường đất đấy các bác. Ơi, già anh già đấy. Anh già đâu rồi? Thôi đi, anh em mình đi trước đi. Các bác đây, các bác có thể nhìn thấy đây ạ. Toàn sương mù thôi các bác. Đường ở trên vùng cao này là giờ tầm này là nó chỉ như thế này thôi. Mưa mà các bác, mưa với là đang lạnh nữa ở trên này. Có thể là ở dưới xuôi các bác ấy thì tầm này nó nóng rồi. Nhưng mà ở trên em ấy, trên vùng cao này thì nó vẫn hôm nào mưa thì nó vẫn lạnh các bác ạ. Thời tiết bên hôm nay nó chỉ rơi vào được tầm khoảng 8-9 độ rồi các bác ạ. Anh già ơi, nhanh lên anh già ơi. Không em không đợi đâu. Chân đi cẩn thận thôi anh. Đấy. Thưa các bác là chắc là anh em mình cũng chia sẻ tới đây thôi các bác ạ. Để bây giờ anh em mình còn di chuyển xuống cái nhà em cấy các bác. Bởi vì là quãng đường mà anh em di chuyển xuống nhà em cấy cũng phải đi bộ thôi. Xe thì hôm nay anh em mình để ngay dưới chân này. Xong rồi chắc là đi bộ đi, chắc phải đi bộ được hơn tầm khoảng chục cây. Xong mới bắt đầu đến nhà em cấy. Và bây giờ thì chắc là anh em mình cũng xin phép là dừng video tại đây thôi các bác. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những số tiếp theo trên kênh A Huân TV, A Huân và A Huân Food các bác ạ. Xin chào.